Hôm nay, mình có một tin rất hot muốn mang tới cho các bạn fan hâm mộ của Đấu Phá Thương Khung đây. Như vậy, sau rất lâu vắng mặt, Huân Nhi rốt cuộc cũng đã trở lại với diện mạo cực kỳ mới. Và không chỉ có Huân Nhi, Tiểu Y Tiên nhan sắc cũng thăng cấp vô cùng xinh xắn. Chẳng những vậy, nam chính của chúng ta là Tiêu Viêm cũng có một màn lột xác cực ngầu với mái tóc bạc chất lưu. Có thể nói, sở dĩ có sự xuất hiện này cũng là do Đấu Phá Thương Khung đã được đầu tư cực mạnh trong giai đoạn cuối trước khi đi đến hồi kết. Và để tìm hiểu xem những cảnh quay này sẽ đến trong những tập nào và diễn biến tiếp theo Tiêu Viêm sẽ chiến đấu với ai. Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem hành trình tung hoành tại trung tâm Trung Châu của Tiêu Viêm sẽ máu lửa đến thế nào các bạn nhé! Đầu tiên, sau trận chiến gay cấn cùng Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm đã liền cùng Phong Tôn Giả rời đi khỏi Phong Lôi Các. Cũng trong quá trình Tiêu Viêm cùng Phong Tôn Giả trò chuyện, Tiêu Viêm đã nói cho vị lão nhân kia biết Dược Lão đang bị Hồn Điện giam giữ. Tới đây, Phong Tôn Giả vô cùng tức giận. Thế nhưng, vì để tìm cách cứu Dược Lão, ông quyết định trở về Tinh Vận Các tìm kiếm lực lượng trợ giúp. Còn Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm, hai người cùng nhau lên đường đi tới Đan Tháp để tham dự đại hội luyện dược. Trên đường tới đó, hai người đi ngang qua Liễu Gia, gia tộc của Liễu Kình thì vô tình phát hiện Liễu Gia đang bị chèn ép. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng liền ra tay trợ giúp, dùng linh hồn lực lượng hóa thành một cây búa lớn, Tiêu Viêm liền đập cho tên luyện dược sư kia một trận. Cũng nhờ vậy, Liễu Kình đã đoạt lại được quyền quản lý không gian chủng động, còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng lập tức được mời tới phần Viêm Cốc. Trên đường đi, Tiêu Viêm suy nghĩ, tới nơi này mình nhất định phải đoạt được bản hoàn chỉnh của bộ công pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Và tất nhiên, với bản lĩnh của mình, Tiêu Viêm khi tới đây trải qua thử thách, anh ấy rốt cuộc cũng được chọn làm người sẽ cùng môn chủ phần Viêm Cốc luyện chế đan dược. Sau đó, trong quá trình luyện chế, nhờ sự xuất sắc của Tiêu Viêm, thất phẩm đan dược đỉnh phong cũng luyện chế thành công. Nhờ vậy, anh ấy đã có cơ hội để lấy được bản hoàn chỉnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thế nhưng, đám trưởng lão của phần Viêm Cốc lại không dễ dàng. Lần này, Tiêu Viêm phải đối đầu với một tên bát tinh đấu tông thực lực rất mạnh. Chính bởi thế, Tiêu Viêm đã phải liều mạng dùng giang hủy diệt hỏa liên chiến đấu với hắn. Kết quả cuối cùng, tên trưởng lão kia thua cuộc, lão ta còn suýt chút nữa đã bị hủy diệt hỏa liên lấy mạng. Sau đó, khi đã lấy được trọn vẹn công pháp, Tiêu Viêm lập tức rời đi khỏi nơi này để tìm Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm đến gia tộc của Khân Lam và dẫn nữ nhân kia rời đi thì đã bị người trong gia tộc của Khân Lam cản lại. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đang rất gấp. Bởi thế, vừa khi một gã nhất tinh đấu tông lao lên, lão ta đã bị Tiêu Viêm một quyền đấm bay. Còn hai gã tam tinh đấu tông, bọn họ đều bị địa yêu khôi đá cho lú cái đầu, khiến cả Diệp gia sợ hãi và phải để hai người Tiêu Viêm cùng Hân Lam rời đi. Tuy nhiên, cùng lúc này, Tiểu Y Tiên lại đang bị ba gã đấu tông bao vây. Bởi thế, vừa khi xuất hiện, Tiêu Viêm liền lấy ra địa yêu khôi và cùng Thiên Hỏa Tôn Giả giao chiến với đám người kia. Đáng tiếc, trận chiến kéo dài chẳng được bao lâu thì ba gã đấu tông, mạnh nhất là Lục Tinh đã bị Tiêu Viêm cùng hai người kia bẻ cổ. Cứ thế, Tiêu Viêm thành công cứu được Tiểu Y Tiên. Đồng thời, số lượng cường giả đấu tông bại trận dưới tay Tiêu Viêm cũng đã lên tới 10 người. Tiếp theo, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả và Địa Yêu Khôi đã liền cùng nhau vào rừng săn Thiên Độc Hạt Long Thú, một con ma thú cấp 7 để lấy ma hạch giúp Tiểu Y Tiên giải ách nan độc thể. Trong trận đấu đó, Thiên Độc Hạt Long Thú cho dù thực lực có ngang ngửa cửu tinh đấu tông đi chăng nữa, thế nhưng dưới sự liên thủ của 4 người, cho dù có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Đến cuối cùng, nó vẫn bị Tiêu Viêm lấy đi ma hạch. Tuy nhiên, việc Tiêu Viêm lấy mạng ba tên trưởng lão cùng lúc đã khiến đại trưởng lão của Băng Hà Cốc nổi cơn thịnh nộ. Ngay lập tức, hắn ta liền truy tìm Tiêu Viêm. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này Tiêu Viêm đã chế tạo thành công thân thể cho Thiên Hỏa Tôn Giả và giúp ông trở lại cảnh giới đấu tôn. Bởi vậy, tên đại trưởng lão kia ngay khi nhìn thấy đấu tôn xuất hiện, hắn ta đã liền ra tay tự bạo hai tên đấu tông của bên mình để mở đường cho hắn chạy thoát. Ngay khi trở về, hắn ta đã liền mời Thái Thượng trưởng lão cùng Lão Tôn Giả nhị tinh đấu tôn của Hồn Điện hợp lực với hắn truy sát Tiêu Viêm. Đến đây, tình hình trở nên căng thẳng. Ở tại Diệp gia, đối diện với hai tên đấu tôn, Thiên Hỏa Tôn Giả phải vô cùng khó khăn mới cầm chân được họ. Còn Tiêu Viêm, anh ấy một mình solo với Thiên Xà trưởng lão, có thể nói đó là một trận chiến vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Tiêu Viêm phải dùng gia sĩ hỏa ngưng tụ thành một vòng tròn khổng lồ mới có thể đánh cho tên kia tàn phế. Tuy nhiên, vào lúc ấy, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không thể cầm chân hai gã đấu tôn được nữa. Bởi vậy, cái tên tôn lão của Hồn Điện đã tách ra và lao về phía Tiêu Viêm công kích. Rất may, cũng đúng vào lúc đó, Tiểu Y Tiên đã thành công luyện chế độc đan và đột phá tam tinh đấu tôn, một trưởng tung ra, nàng liền đánh cho tôn lão của Hồn Điện thổ huyết. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, cốc chủ của Băng Hà Cốc là Băng Hà Tôn Giả tu vi tứ tinh đấu tôn lại xuất hiện ép Tiêu Viêm phải phế bỏ toàn bộ tu vi của mình. Đáng tiếc, Tiêu Viêm rất trẻ cối, lần đầu tiên sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ tam biến, Tiêu Viêm lập tức lột xác. Thế nhưng, tên kia rất mạnh, cuối cùng anh ấy định thi triển hủy diệt hỏa liên cùng tên kia một sống một còn. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, Huân Nhi mang theo hơn 100 tên đấu tông cùng hai gã lục tinh đấu tôn xuất hiện quát, nếu huynh ấy bị thương, Băng Hà Cốc sẽ bị tiêu diệt. Thấy sự xuất hiện này, Băng Hà đấu tôn sợ hãi, hắn ta đành bỏ chạy khỏi nơi này.
Có thể nói, Huân Nhi quá ngầu đúng không các bạn? Và để theo dõi chi tiết hành trình của Tiêu Viêm, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 Phút vào Chủ nhật hàng tuần để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!